một tín hiệu tích cực cho nông sản Việt Nam khi Hàn Quốc đang đẩy mạnh nhập khẩu xoài của nước ta. Cùng với đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trụ vững ở mức cao, khiến giao dịch lúa gạo trên thị trường sôi động hơn, giá lúa trong nước cũng tăng lạc quan. Đó là những thông tin thị trường đáng chú ý trong phần cuối chương trình hôm nay. Ngoài ra chúng tôi cũng cập nhật giá cả một số mặt hàng vật liệu xây dựng. Mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam hiện là thị trường cung cấp quả xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc. Nhập khẩu quả xoài từ Việt Nam vào Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021 đạt 1,22 ngàn tấn, trị giá 4,8 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 4 ngàn đô la Mỹ một tấn. Như vậy, lượng xuất khẩu xoài Việt Nam vào Hàn Quốc đã tăng 38,8% và tăng 58,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Hiện giá lúa tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng tăng nhẹ, có nhiều tín hiệu lạc quan. Cụ thể, lúa IR 50404 tươi giá 5.000 đến 5.200 đồng một ký, lúa OM 5451 giá 5.300 đến 5.500 đồng một ký, lúa OM 18 có giá 5.700 đồng một ký, lúa đầy thơm 8 có giá 6.100 đến 6.300 đồng một ký, jasmine 6.500 đến 6.700 đồng một ký. Mặc dù nhiều khách thích và quan tâm đặc biệt đến loại cúc hòa pi, nhưng năm nay sức mua chưa cao, giá hoa giá rẻ hơn, dao động từ 60.000 đến 80.000 đồng một bó, thấp hơn hẳn 50% so với những năm trước. Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều doanh nghiệp thép đã điều chỉnh mức tăng giá bán khoảng 17.000 đến 192.000 đồng một ký, tùy từng thương hiệu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xi măng cũng thông báo điều chỉnh giá các sản phẩm đồng loạt tăng từ 5 đến 7%, tùy từng khu vực và chủng loại. Giá thép cuộn CB240 của tập đoàn Hòa Phát tăng 460 đồng một ký, hiện ở mức 16.770 đồng một ký. Với thương hiệu thép Thái Nguyên, CB240 tăng 860 đồng một ký, lên mức 17.200 đồng một ký. Thép cuộn Việt Đức CB240 cũng tăng thêm 250 đồng một ký, lên 16.950 đồng một ký. Với mặt hàng xi măng, các doanh nghiệp cũng thông báo điều chỉnh giá. Điển hình, công ty cổ phần xi măng Hòa Long điều chỉnh tăng giá bán các loại xi măng bao BCB30, BCB40 từ ngày 20 tháng 10 thêm 80.000 đồng một tấn trên giá hiện đã áp dụng. Công ty cổ phần xi măng Vicem Búc Sơn điều chỉnh tăng 80.000 đồng một tấn so với thời điểm hiện tại.